Từ nhiều đời nay, mỗi người dân xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn đều xem cây thị cổ thụ ở thôn Kim Sơn như là một báu vật. Không chỉ có tuổi đời lên đến hơn 700 năm mà xung quanh cây thị còn ẩn chứa khá nhiều câu chuyện ly kỳ. Chuyện rằng cây thị gắn liền với sự tích tướng quân Lê Lợi kết nghĩa ăn thề với thủ lĩnh Nguyễn Tuấn Thiện để cùng nhau đánh đuổi giặc Minh. Tương truyền trong một lần bị quân giặc bao vây, Lê Lợi đã chạy trốn vào gốc cây thị. Giữa lúc nguy nan thì có một con cáo đốm trắng ngồi trên ngọn cây nhảy xuống bỏ chạy, kéo theo đàn chó săn cùng binh lính đang truy đuổi. Nhờ thế Lê Lợi mới được giải nguy. Nhiều báo trong của cả cái thị trên nó bỏ ngọt trong cái bài thơ là cuộc trước cùng để lại là Tuấn Thiện sinh ra giữa đất này, quần công anh hùng dựng đến nay, lời thề hồ huyệt tích con đồ, ngựa trắng kháo quán đúc chỉ lớn, thách vang thẳng trần dập cơ bay, đất nước thách bình dí công lớn, từ tốn kỷ nghiệp rằng tương lai. Tất nhiên là khi làm lễ tuyên thệ với Lê Lợi thì đánh đầu tiên nó là thách ban, là vô cùng thắng lợi rất trọn vẹn, cho nên thách ban thẳng trần dập cơ bay, cho sáu đầu ba năm là bọn giặc Minh là đầu hàng và diệt phải cục về được. Với bà Trần Thị Nhuận, cây thị không chỉ là báu vật chung của làng mà còn là của riêng gia đình. Do cây thị nằm ngay cạnh trước sân nhà nên bà luôn tin vào sự linh thiêng để che chở cho cả gia đình. Cứ đến ngày rằm, lễ Tết, bà lại cùng con cháu thắp hương trước gốc cây thị để cầu sự bình an, may mắn cho gia đình. Bà thường thường bà cứ chăm lo khi mà bà xuống đấy cả ngày 30, 14 bà xuống thắp hương. Khi bà về đấy là đấy nó rầm rạp rồi. Đấy là nó có ai đi được đấy mô, có một tỷ đàng đó là đi thương thương là có con hổ về là về thăm đây đó. Khác với những cây thị bình thường, cây thị cổ ở thôn Kim Sơn luôn tươi tốt, cành lá xanh sum xuê tỏa bóng mát cả một khu vực rộng lớn, thân cây to sần sùi, đặc biệt phía trong gốc bị rỗng, hai người cũng có thể chui vào được phía trong. Hiện tại đang là thời điểm thị ra hoa đơm trái. Khi quả thị chín rụng, nhiều người đã cung kính mang về thắp hương rồi mới ăn với sự trân trọng hiếm thấy. Đến ngày phân thuyết 14/30 là bà kê vẫn quyết đoàn thắp hương đều đặn, vẫn cái câu móng để câu yến đây là câu cho sức khỏe đây này, chúng là những cái việc mình làm ăn cho may mắn lắm, là linh thiêng học bây giờ thách thập hương đi qua họ vẫn cái dinh xe lên thắp hương để câu nguyên đi chính những cái may mắn. Những giai thoại và sự sùng bái của người dân về cây thị 700 năm tuổi ở thôn Kim Sơn cứ thế truyền từ đời này qua đời khác. Với ý nghĩa lịch sử, văn hóa tín ngưỡng, Ủy ban Nhân dân xã Kim Hoa đã lập quy hoạch xây dựng khu vực cây thị cổ thành một điểm nhấn về không gian làng quê và là điểm dừng chân của du khách trên hành trình trải nghiệm